Bây giờ nắng mờ lắm. Ok. Bữa ra được 200 mấy hay mấy ba tầm được xem hả? à, nên mình đi quay lại hết tóc rồi nha. Tóc này dài quá trời. Ráng làm mốt tháng rồi nó cứ quay càng càng tháng kiếm rồi mới chai này đâu có tùy theo người xem nhiều cơ thì từ từ nó lên cái kênh của Út Lục Bình gì đó. Mình kênh nó quá trời luôn. Đơn giản đâu có gì đâu, đó. nó làm chủ đề thôn quê thôi. Được, chủ đề thôn quê mà nhưng cái lượt xem ta mấy triệu cùng Út và khó có tầm mấy ngàn mấy một mình với ông sáu cô đơn à, hai ông đó hai kênh đó ở hai kênh đó vừa lớn với cái kênh của làm gì làm vlog á làm vlog á Sơn Dược rồi đó. Mình làm gì được bằng mấy kênh ông đó, thì tội lớn lên chứ đâu phải ai mình biết chứ. Rồi biết ý về là biết khi nào mình được như kênh mấy ông đó không, mà mấy kênh ông đó đi ít đi vô lưu lại với ta mà này làm kênh đi vô lưu như Phúc qua Úc qua lại Phúc gì đó à. Nhật này đi hết tóc gặp YouTuber anh con. YouTuber. Vì cháu quên lên sao không đó không chịu hả quay lên nó đâu chịu đi á biết quay nó cũng được tại vì thấy nó cũng hiền riêng cái nữa nó cũng đâu mặn gì đâu rủ nó đi theo là thì nó không chịu lên mà rủ nó nhìn đạt rồi đi chung không không ở, ở gần sông làm mấy kênh ở sông nước rồi đó đi hái bần rồi hái bông nhật bình rồi giờ không có chiếc xuồng có chiếc xuồng nấu gì ngon là quá ngon xuồng mơ á rồi cũng lỡ lộn cá cái đợt chết lộn liên mình thôi chiều quẩn qua bên quay đẹp luôn á thì chiếc nhớ rồi nhá ảnh sông nước còn gì bằng nữa hay có việc làm lấy mà bếp còn nữa nó xuống dưới nấu canh chua mucata đó hay là mình nấu canh chua bao luôn á, sắm được 5-70 còn á. Thấy ngon. Thầy chùa luôn á. Thầy chùa. Nó bơi vòng vòng á, mấy cái cột xuồng nó hái một bình nó quay về làm gì á. Héo này để cái anh hỏi xong thì hẳn à. Gắn tội xong nhưng nghĩ làm luôn. Gắn hỏi xong cái mắt thoải mái à. Muốn thoải mái phải chuyển lại là bao luôn á với mấy bữa nào mà
nước xác á, ông đi học cá ông sệ đi có thử. Không có hoạt động nữa. Tay quay một tay học cũng lắm rồi, người ta coi lắm. Không cần cá nhiều được, chúng hụt chút lên được rồi với người ta hết. Ôi được cái đội nội động ha, nếu anh thổi lên đội lên đầu luôn đúng không, mình thọc hai tay. Chạy luôn, nó chỉ quay mình quay lại cái máy trước mình đậu thôi. Vô lại đi, mày vô lại đi, mày vô mày ngồi quán có gì đâu. Đây là không quá, hết tóc cho YouTuber luôn, ngon chết, mày vô đây lại đi. Mày 4.0 lỡ đầu. 4.0 mà gì nữa mà ngại. Máy cao cao chút nữa, càng càng cao càng tốt. Ok. Cái máy nó màu dài hơn cái bên kia ấy ha. Nó dài, đổi vô mắt khó chịu. Nó nghe kìa. Dạ. Chuyện nấp bờ ơi. Vô đây nè. Vô gần gần á. Tao không bỏ máy này. Thật này hết tóc là gì tóc bờ nghe nè. Nè, hai đội ngũ quay phim của mình mạnh không? Nè, thấy không? Đó, đội ngũ quay phim của mình nó quá cũng hơi bị khó chịu nghe anh em. Đó, hết tóc rồi, đội ngũ rồi. Chạy luôn rồi. Đội ngũ quay phim của mình cũng mạnh lắm à. Anh em coi có gì đăng ký kênh mình nha. Cũng có làm kênh hả? Đăng ký kênh cho ông á. À, thì nó bên kia có. Có thì nói đăng ký tương tác rồi ha. Ok. Dạ. Chờ con lấy ra cạo với lấy gái rồi sao? Chắc 17 phút.
chạy nóng tiêu luôn à. Ok hả? Ủa con của cái mượn bánh không ta? Ừ. Thiệt phải không? Ừ. Tóc nghe rồi mùa mưa bão, hay là mùa bão, mưa bão mát chứ không phải cho nên nắng á, thì mình đi quay ngoài trời, mưa thì mình đi thực tế vào tiệm cắt tóc, đang chi đã có mưa cũng còn quay được, hợp lý hợp lý rồi. Nghe bão mấy ngày này bão mưa đâu quay được video, ít quay video. Đâu giống thằng đâu có tê quá. Nhậu, có tê hoàn toàn. Nhậu hết mấy cộng. Nó nhậu khá chịu. Có gì á, kệ kệ mất dép luôn. Vậy bắt đầu mới móc chuyển trở lại đây. Mình làm xuống xong. Dạ một xuống sợ phải. Có nước sát thì mới xuống được. Mới nước sát nó không có là có nước thì mình cho hai bằng. Hai bằng chấm muối ớt là thầy chồi luôn. Ăn như thánh ăn thì ăn đủ mọi người nhăn cũng không giống gì chát cũng không nhăn nữa. Chát cũng phải nốt luôn. Dạ. Quay vậy nó mới coi quay mặt nhăn nhăn đâu được.
ăn cơm mà chưa có nghiên cứu tới. Làm cái gì có gì cho qua kênh này Phúc cũng tội cho. Tiếp theo hình hình nó lên thì sao? YouTuber tốt đó là nó cũng nghèo á, thành sang vlog gì đó. Dở dạo á, nói dở dạo cơ. Nguyễn Hải rồi người lập phụ hồ rồi đó. Nguyễn Hải cũng nghèo nghèo không chứ có nghèo dạo đâu, trung bình thôi. Thì YouTube mấy năm phát luôn. Nguyễn Hải hồi đó cũng đi làm hồ làm gì hả? Thành phố con lập của hồ đó nổi tiếng luôn á, nổi tiếng hơn ca sĩ luôn á. Lúc kia nó móc đã.
Rồi, bye cả nhà. Cả nhà bị đông mát quá nha.